Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 223, sau rất nhiều năm chuẩn bị, cuối cùng cuộc chiến giữa hai đại đế quốc là Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Đế Quốc đã nổ ra. Và ngay khi cuộc chiến mới bắt đầu, ở trên lưng ngựa, hàng ngàn binh sĩ đang cưỡi trên mình chiến mã đã lập tức lao thẳng về phía tường thành Gia Lăng Quan. Còn ở phía bên kia, trước cảnh hàng ngàn kỵ binh tới từ Vũ Hồn Đế Quốc, ở phía bên trong thành, hàng ngàn mũi tên từ trên tường thành đã phóng xuống. Tại chiến trường lúc này, khung cảnh trở nên hết sức hỗn loạn, hàng ngàn mũi tên tựa như bầy ong phủ kín bầu trời đang phóng xuống. Lúc này đây, chiến trường như chìm trong biển lửa, mặc dù đối mặt với hàng ngàn, hàng vạn mũi tên phóng tới. Thế nhưng, với chiến giáp bảo vệ bên ngoài, đội kỵ binh của Thiên Đấu Đế Quốc vẫn băng băng phóng về phía thành Gia Lăng Quan, khiến Bỉ Bỉ Đông không khỏi sốt sắng. Và trước tình thế khó khăn này, Bỉ Bỉ Đông đã ngay lập tức ra lệnh cho đội quân của Thánh Long quân đoàn cùng Tượng Giáp quân đoàn phóng xuất võ hồn ngay lập tức tấn công. Nhưng theo sự phát động của Bỉ Bỉ Đông, Hồ Dinh Trấn cùng với Thánh Long Đấu La đã lập tức dẫn hai đội quân hùng hậu của Tượng Giáp Tông và Thánh Long Tông ngay lập tức lao lên đánh tan hàng loạt kỵ binh tới từ đại quân Thiên Đấu Đế Quốc, khiến họ tổn thương nặng nề. Lúc này đây, dưới tình hình chiến trường thay đổi nhanh chóng, ở phía chỉ huy, đại sư đã lập tức phát động 4.000 khổ sư phóng xuất võ hồn lập tức lao lên ứng chiến. Và ngay khi âm thanh đại sư chấm dứt, 4.000 khổ sư đã lập tức lao lên. Ở phía sau, cùng lúc là hàng trăm tòa thất bảo lưu ly tháp cũng đồng thời phát sáng. Tuy vậy, dưới sự phòng thủ vô cùng vững chắc tới từ Tượng Giáp quân đoàn, thế tấn công của đại quân Thiên Đấu Đế Quốc đã nhanh chóng bị dừng lại. Không thể nghi ngờ, khoảnh khắc này chính là cao trào cho cuộc đấu trí giữa đại sư và Bỉ Bỉ Đông. Quyết định của họ chính là thành bại trong cuộc chiến khốc liệt. Có thể nói, chính trường lúc này, với sự xuất hiện của hai quân đoàn hồn sư mạnh mẽ, Võ Hồn Đế Quốc đã lập tức lấy lại ưu thế của mình. Và ngay khi cảm giác không ổn, Đường Tam đã lập tức đưa ra chỉ huy với Đường Gia Quân. Đầu tiên, hắn ta hạ lệnh cho Ngưu Cao và Thái Thản, mỗi người thống lĩnh 1.000 nhân lực trợ giúp hai cánh. Còn 8.000 hồn sư Đường Gia Quân còn lại, bọn họ cũng nhanh chóng di chuyển tập trung ở trung tâm phía trước đội hình. Trước khi tự mình xuất chiến, Đường Tam ra lệnh, tất cả đại quân không được tự ý ra tay, tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh của đại sư. Sau đó, quay sang bên cạnh nhìn về phía của Độc Cô Bác, Đường Tam cười nói, là quái vật, có dám cùng với ta liều mạng một trận không? Nghe từ câu này, Độc Cô Bác cười khoái chí đáp lại, có gì không dám, đơn mã độc đấu trong nhóm phong hào đấu la, ta không tính là gì, nhưng nói tới quần chiến, ai dám nói mạnh hơn ta, đi. Sau đó, nhìn về phía đại sư, Đường Tam nói, lão sư, bên này phải giao cho ngài cùng Quan Lâm Nguyên Soái rồi. Nhóm quần sư dẫn đầu của đối phương có lực phòng ngự quá mạnh mẽ, sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của gia cát thần nỏ. Hãy để chúng ta đi phá vỡ phòng ngự mặt trước của bọn họ. Và ngay khi lời nói với đại sư chấm dứt, Đường Tam vô lớn, chúng ta đi. Ngay lập tức, chỉ trong tích tắc, dẫn theo Độc Cô Bác, Sương Vô Địch cùng Sử Lai Khát Thất Quái, Đường Tam cầm tam xoa kích đã phóng thẳng về phía trước. Trên thành Gia Lăng, Bỉ Bỉ Đông thấy Đường Tam cầm tam xoa kích lao lên. Ngay lập tức, nàng cũng ra lệnh cho 7 tên phong hào đấu la cùng mình phóng người lên đứng chiến. Tuy vậy, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Đường Tam đã tiếp cận được với đội quân của Vũ Hồn Đế Quốc. Cầm tay cho kích trong tay, Đường Tam phóng thẳng về phía Hồ Dinh Trấn. Ở phía bên kia, Hồ Dinh Trấn nhìn hải thần tam xoa kích phóng tới mà không có quân lực ba động. Hắn ta đã ý cười, ngay lập tức xuất ra võ hồn chân thân lấy tay của mình trực tiếp đón đỡ. Thế nhưng, ở phía xa xa, chứng kiến sự liều lĩnh của tên kia, Bỉ Bỉ Đông trong khoảnh khắc phi hành trên không trung, nàng chỉ có thể tất cả một câu kêu Hồ Dinh Trấn không nên đón đỡ. Tuy vậy, nàng vẫn là chậm một chút, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tam xoa kích như tên bắn đã xuyên qua lớp phòng ngự và bắn thẳng vào đầu của Hồ Dinh Trấn, khiến hắn ta hét lên trong đau đớn. Lúc này đây, dưới trạng thái vô cùng chân thân, Hồ Dinh Trấn chỉ có thể cầm cự được một lát. Sau đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dưới sức mạnh kinh người, tam xoa kích đã dần dần đâm sâu vào lớp phòng ngự của Hồ Dinh Trấn, khiến thân thể của hắn từ từ tan vỡ, sau đó hóa thành vô số mảnh vụ tiêu tan trong không trung. Ngay sau đó, rút lại tam xoa kích, Đường Tam lập tức phóng xuất võ hồn, kèm theo đó sát thần lĩnh vực tỏa ra đã bao phủ toàn bộ chiến trường xung quanh áp bức hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc phải lui lại nhanh chóng. Đến đây thì hết tập 224 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.